Sáng ngày 5 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo ra mắt và trao hỗ trợ gà giống cho tổ hợp tác chăn nuôi tổng hợp do phụ nữ tham gia quản lý xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy. Thực hiện mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị về vệ sinh an toàn thực phẩm, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã hỗ trợ thành lập tổ hợp tác chăn nuôi tổng hợp do phụ nữ tham gia quản lý xã Cẩm Thành. Tổ hợp tác gồm 20 thành viên tham gia mô hình Mỗi thành viên được hỗ trợ 150 con gà giống và 100 kg thức ăn hỗn hợp. Đồng thời, được tập huấn kỹ thuật về chăn nuôi an toàn sinh học, phòng chống dịch bệnh, nhằm nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế hộ gia đình. Tổ hợp tác cũng đã thông qua quy chế hoạt động và phương án sản xuất kinh doanh, trong đó nhấn mạnh việc đảm bảo an toàn chất lượng của sản phẩm, đảm bảo lợi ích hoạt động của tổ hợp tác và các thành viên tham gia. Chủ động xây dựng kế hoạch để tăng số lượng con giống cho gia đình cho tổ hợp tác kết nối mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm phát triển mô hình bền vững và hiệu quả